mấy anh bộ đội kìa. Trời ơi, mấy anh bộ đội quay cái này, mấy anh bộ đội đẹp trai á, trai đẹp không mọi người ơi, trai đẹp, trời ơi mấy anh bộ đội, mấy anh bộ đội ơi. Nha mọi người, nước sót là cái sợi. Mấy anh bộ đội ơi, em nè, mấy anh. Mà gặp mọi người nữa. Mọi người ơi, đây là chiếc cửa quán nhà Titi và địa chỉ số 2B đường Bến Phú Lâm, phường 9, quận 6, hoặc là lên Google, lên YouTube Titi Vlog. Lên YouTube Titi Vlog, nhớ đăng ký kênh và xem địa chỉ nhà Titi. Mở cửa 11 giờ rưỡi cho đến 9 giờ tối. Vì cái nhà này nó che cái quán nhà Thi, cho nên Thi ở phía sau. Thì bây giờ Thi sẽ hướng dẫn đầu đường cho mọi người. Nhà Thi là số 2B Bến Phú Lâm, phường 9, quận 6. Nhưng mà mọi người đi ra đầu đường là 151 Bình Phụng đi. Mọi người tìm hiểu quán nhà Thi dễ lắm. Đi hướng chợ lớn, chợ Bình Tây, tới Hậu Giang, ngã tư Minh Phụng, tới chợ Minh Phụng, chạy tới nửa đường gặp địa chỉ 151 Minh Phụng đây. Đây 151 Minh Phụng, ngay cái nhà bán gạo, quảng cáo gạo luôn. Gạo mà Thi ăn mỗi ngày á là cái nhà này. Ai muốn mua gạo, đây là bán luôn, bán tất cả các gạo. Gạo mà Thi ăn ngon á, nhà Thi ăn mấy năm trời, 5 năm trời, là gạo 24.000 ký. Là cái quán nhà này người ta bán gạo kế nhà Thi luôn, trước cửa nhà Thi. Cứ như thấy cái nhà bán gạo là thấy nhà Thi. Thì ai muốn ăn gạo ngon á, gạo dẻo nhà Thi ăn là cái gạo này. 24.000 nấu ngon cực đỉnh luôn. Nấu cơm ăn khỏi chê luôn cái quán này á. Là mọi người hãy đến đây nha. Gạo loại, đủ loại gạo, quảng cáo cho gạo luôn. Đầu đường, đường Bến Phú Lâm, quẹo vô hẻm là tới liền. Đây là đầu đường Bến Phú Lâm. Đây là cái đầu đường Bến Phú Lâm nha mọi người nha, ngay cái hẻm, ngay góc cột điện Bến Phú Lâm, quẹo vô hẻm cái tới quán nhà Titi. Rồi ở đây là hướng chợ Cây Gõ, bên tay phải, bên tay trái là ngay cầu Cây Gõ. Từ bến xe miền Tây đi tới cầu Cây Gõ cỡ 10 phút, quẹo vô phía tay phải, đường lên cầu, quẹo vô phía tay phải là ngay đường Minh Phụng. Cách giữa đường, một bên là Hậu Giang, bên là Minh Phụng, bên là Hồng Bàng, Thi là ngay chính giữa. Có cái hẻm một là lớn nhất luôn nha, Bến Phú Lâm là tới thành phố Hồ Chí Minh. Thi ăn gạo này là 3 năm mấy rồi đó, gần 4 năm rồi đó. Gạo á, là mắc nhá, 24.000 là ngon cực đỉnh, nấu cơm ăn dẻo nhẹo luôn. Còn muốn mà đi lại quán Thi mà bị hư xe á, đây cái quán sửa xe kế cái quán nhà Thi, quay qua đây là thấy quán luôn. Đây cái quán sửa xe, bơm hơi, sửa xe, thay nhớt, ngay kế nhà Thi luôn nè, thấy chưa nè. Thấy quán sửa xe là thấy cái nhà Thi. Còn nếu mà muốn kiếm công an á, khu vực á, đây kế quán luôn, đây. Công an, đây công an, công an, đây công an. Công an kế bên. Bác sĩ nha, bác sĩ à, sốt, nóng, sốt, đau có họng, ho. Bác sĩ bệnh viện nhiệt đới nha, đây luôn kế bên. Nói chung ra căn nhà của Thi là khu vực này là bán đồ đủ thứ. Còn ai muốn mua nước đá, muốn mua nước đá, muốn mua nước đá này nọ đó, giao các quận 6 này, đây kế bên luôn, kế bên nhà luôn. Nước đá, đây cái quán nước đá. Còn ai mà muốn mua chai đựng hộp mỹ phẩm, đựng mỹ phẩm nè, đựng hộp nè, chai đựng đựng dầu nè, chai massage, đựng dầu massage, đựng hộp kem body, đây kế bên nhà luôn, quảng cáo luôn. Đây bán công ty sỉ luôn, kế bên nhà bán hộp đóng mỹ phẩm này nọ đó, là cái hộp của Thi mua đóng mỹ phẩm cho mọi người đó, là ngay đây luôn đó, kế nhà Thi hết trơn, đâu cần đi mua đâu. Đây nha, cái nhà bán mỹ phẩm, bán hộp mỹ phẩm, tất cả loại hộp đều nhập giá sỉ cho mọi người luôn, đến quán nhà Thi quảng cáo luôn. Còn kế tiếp gần nhà Thi, đây là cái quán nước đá. Đây cái quán nước đá, má nào muốn mua nước đá quận 6 ủng hộ bà này. Nước đá đủ loại nước đá, nước đá xay, nước đá bi, nước đá cục, nước đá bự, nước đá to, nước đá nhỏ, gặp bà đi, quay bà nè. Bà mũi, đây chiếc xe bà giao nước đá. Ai mua nước đá nha, mẹ chở nước đá là các quận ở quận 6. Ngay là Hậu Giang, Minh Phụng, chợ lớn, chợ Bình Tây, Hồng Bàng, bến xe miền Tây, chở nước đá hết luôn nha. Ủng hộ cổ đi, tội nghiệp cổ lắm, bán nước đá mà không có tiền nhiều, ủng hộ nha đây. Rồi, ai muốn mua lò mà nấu mà dây điện đó, lò mà nấu nước, nấu canh, nấu súp, đây kế đây luôn. Quảng cáo kế nhà luôn đây, bán lò inox, lò điện, lò nấu nước, lò nấu lẩu, lò nấu súp, hư này nọ đó, chơi hết luôn kìa, ông bắt người luôn kìa. Đây kế quán nhà Titi luôn, đây. Quay ảnh đi, đó vui chưa? Bán hết tất cả loại lò nha. Rồi kế tiếp,
cái quán này thì có bán là quần áo đây, đi mà bị trời mưa, bị ướt mưa, bị lạnh, bị lẻo, kiểu như không có người yêu đang thất tình buồn bị lạnh đó, đây mua quần áo. Có bán quần áo kế quán nhà Ti Thi luôn, đây dây nịt này nọ này, mua tặng người yêu, tặng bồ, tặng bịch, hoặc là bao vớ này nọ nha. Quần ba cái 100, ba cái 100 đây. Quần tà lõn, có thể là mặc quần này vô, không mặc quần trong nha. Nhớ không được mặc quần trong, mặc cái này đi lòng thòng lỡn thởn là rất là vui, rất là đẹp luôn. Rồi đến ủng hộ chiếc cửa quán nhà Ti Thi. Còn ai muốn ăn bánh mì mà giao giá sỉ ở đây, đối diện luôn, bánh mì, nhà sản xuất bánh mì. Nhà bán rau kế bên luôn, bán thịt heo bán rau kế bên luôn. Bánh mì, rau có đầy đủ. Rồi nha, bây giờ quẹo vô nhà Ti Thi. Nói chung ra cái khu nhà Ti Thi ở đây thôi là rất là đủ món luôn. Bác sĩ này nọ có đầy đủ luôn mấy má ơi. Còn ai muốn karaoke, hát karaoke kế quán Ti Thi luôn, karaoke Hòa Lộc. Ai mấy anh bộ đội kìa, ai, trời ơi. Mấy anh bộ đội, quay cái này. Mấy anh bộ đội đẹp trai, ai, trời ơi. Trai đẹp không mọi người ơi, trai đẹp, trời ơi. Mấy anh bộ đội, mấy anh bộ đội ơi. Rồi bây giờ là Thi quên cái nón người ta nè, Thi lấy cái nón về nè, Thi đi trả cái nón người ta một cái. Chết rồi. Nè má, trả nón nè. Mọi người ơi, bây giờ khách vô rồi, em sẽ vô đâm gỏi cho mọi người nha. Bữa nay đây là đường, bột ngọt, tỏi, ớt. Vì sao mà Thi đâm thì phải để đường như vậy? Để đâm cho nó không bị văng ớt. Không có đường vô là đâm ớt với tỏi là văng dữ lắm. Đó. Đây là đậu đũa nha. Đó. Nói chung ra rau nhà Thi là bán ngày nào hết ngày đó mọi người, không có để dư được. Rau mà để dư là bán ăn không có ngon đâu, gỏi. Rau tươi xanh nè. Đó. Chanh nha mọi người nha, nước cốt chanh nha. Chanh nguyên chất luôn á. Mắm. Đây là mắm của Thi đâm gỏi nè. Mọi người hay hỏi là mắm mua về không biết chế biến thì đây nè, cái cách đâm nè dễ lắm. Tỏi, ớt, đường, mắm, chanh. Đó, mọi người mua mắm về tự trộn, không cần đi học nghề đâu. Nhiều người hỏi Thi á, em ơi chị muốn học nghề, không cần học. Xem Thi đâm vài lần thôi, Thi quay cho mọi người cận cảnh luôn nè. Đó. Quay cận cảnh như vậy mọi người xem rồi xong mọi người mua cái hũ mắm về làm giống như Thi đi, nếu không giống Thi thì chửi Thi. Còn nói chung ra về cái cách mà đâm gỏi á thì phải có chuyên nghiệp mới đâm nó ngon, nó mềm, nó thấm. Đây là con ruốc nha. Đó. Mọi người thấy không? Cái cách Thi đâm gỏi á rất là dễ dàng luôn. Một hũ như thế này nè Thi bán có 50 ngàn à. Đó. Thi cho hai con tôm nè. Đó. Thi cho 1 miếng ba khía nè. Đó. Mọi người thấy không? Đó, để đậu phộng vô nữa. Còn thập cẩm là có cá nha. Thập cẩm là có cá. Đó. Đây. Còn cái nước mà gỏi này mọi người có thể về chan cơm ăn được, hoặc để bún vô ăn thêm nữa càng được nha. Đó, để cho hai con tôm vô. Mọi người thấy không? Đó. Đây. Nói chung là đâm gỏi là phải có nước, vì cái nước chanh nè, cái nước mắm nè rất là vừa miệng vừa ăn nha mọi người nha. Rồi, đây. Đó, thấy không? Rất là dễ. Đây. Ví dụ mọi người muốn ăn cay nhiều quá thì làm sẽ cay nhiều cho mọi người xem. Đó, 10 trái ớt, miếng tỏi, cho miếng đường, bột ngọt thì làm một phần nha, muốn cay nhiều. Hoặc là gỏi tôm đi, ví dụ muốn ăn gỏi tôm đi. Muốn ăn gỏi tôm, ăn gỏi ba khía không với tôm không. Đây. Nè thì giả nhiều như vậy. Rồi xong rồi thì cho đậu đũa vô đó. Vậy thấy không? Đó. Cho miếng mắm vô. Cái này ăn với sò huyết nha mọi người nha, sò huyết tôm mực này nọ mọi người muốn ăn báo Thi nè. Rồi cực đỉnh luôn thấy không nè. Gỏi tôm này giống như Thái vậy nè, đó. Còn mọi người mua chân gà nữa thấy không? Mua chân gà bên Ti Thi nữa. Thì để vô cho mọi người, thì trộn vô chung nữa là trời ơi, có chân gà nữa là cực đỉnh luôn nè. Gỏi tôm thấy không đó, để đậu phộng lên cái nữa là cực đỉnh thấy không đó. Nè mọi người nhìn thấy không? Rất là ngon luôn. Ok nha, mọi người đã xem Thi đâm gỏi nãy giờ rồi. Cảm ơn tất cả anh chị em đã yêu mến Ti Thi, luôn luôn theo dõi Ti Thi, muốn mua về tự chế biến hơn thì có thể là nhắn tin qua số Zalo 0706768158. Còn ở trên quận thành phố Hồ Chí Minh á, mà muốn mua gỏi Ti Thi á thì lên Shopee Food bấm Ti Thi gỏi đủ đủ sẽ hiện ra thực đơn ship các quận thành phố Hồ Chí Minh. Thì bây giờ thì sẽ cảm ơn tất cả anh chị em luôn luôn yêu mến Ti Thi, luôn luôn đồng hành và nhớ đăng ký kênh subscribe kênh cho Ti Thi để có nhiều những hình ảnh đẹp trên YouTube ở tại thành phố Hồ Chí Minh, khu quận 6 này. Cảm ơn tất cả anh chị em. Khóc khôn nát ha.